Lê Hoàng Phương vạch rõ mục tiêu trước thềm Miss Grand International 2023. Lê Hoàng Phương cho thấy máu hổ chiến trước thềm khởi động Miss Grand International 2023. Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Việt Nam 2023, Lê Hoàng Phương trở thành tâm điểm, nhận được quan tâm từ công chúng. Đặc biệt hơn cả, người đẹp đến từ Khánh Hòa sẽ trở thành đại diện tiếp theo đến với đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2023. Ở thời điểm hiện tại, Lê Hoàng Phương bận rộn với lịch trình gặp gỡ truyền thông cũng như tham gia dự án thiện nguyện. Song song với đó, nàng hậu chuẩn bị những hành trang cần thiết để đến với Miss Grand International 2023. Mới đây, Lê Hoàng Phương đã có những chia sẻ mục tiêu đặt ra khi chinh chiến đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đối với những nền tảng mà tôi đã có sẵn, tôi muốn lọt vào top 5 Miss Grand International 2023. Và chắc chắn, đây là mục tiêu mà tôi phải thật sự nghiêm túc. Hiện tại, tôi bám sát tiêu chí quốc tế bao gồm 4 chữ B, Body, Beauty, Brand, Business và cùng với những định hướng của công ty quản lý vạch ra, Lê Hoàng Phương chia sẻ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kỹ năng trình diễn ấn tượng, lối ứng xử khéo léo, song ngoại ngữ được xem là điểm yếu của Lê Hoàng Phương. Tuy nhiên, ở hiện tại cô đang cố gắng cải thiện, ngay cả tiếng Việt cô cũng có sự trau chuốt và học hỏi nhiều hơn. Sau khi đăng quang, Lê Hoàng Phương cũng gặp phải không ít rắc rối. Dù chiến thắng hoàn toàn thuyết phục, song nàng hậu vẫn bị lập hội nhóm anti-fan. Tình trạng này khiến ai nấy ngỡ ngàng, liên tưởng đến trường hợp của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Quỳnh Trần Ý Nhi. Không những vậy, Lê Hoàng Phương còn bị mạo danh trên mạng xã hội. Như thông báo trước đó, Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào cuối tháng 10 tới. Đến thời điểm hiện tại đã có 47 thí sinh xác nhận tham gia cuộc thi. Đương kim Hoa hậu Isabella Menin đến từ Brazil sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết.